Nó sợ đi mà, ba mấy em. Men han behöver inte viola, han har det från bandet. Lý xin chào bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Vợ chồng anh Lý cùng xuống Tuy Điển. Thì hôm nay mọi người cùng Lý đi đổ bánh xèo tiếp nha. Và đây là cái túi bột bánh xèo Lý sẽ dùng cho ngày hôm nay đây ông bà cô chú ạ. Vì là ngày hôm đấy mình có đãi khách nên là mình đã dùng nguyên một cái túi bánh xèo này luôn. Và mình dùng nguyên một cái lon nước dừa này. Và mình không nhớ là một cái lon nước dừa này nó bao nhiêu ml nữa ấy. Nó hình như là 250g gì đấy. Rồi sau đấy thì mình có dùng một cái chai nước soda này ông bà cô chú. Cái loại này là nước có ga soda ngoài tự nhiên ấy. Rồi mình cho một lửa một cái lon bia này luôn. Cái nước có ga thì mình cho một ít thôi. Thì là cái bánh xèo của mình sẽ rất là giòn luôn. Mình pha như vậy thì cái bánh xèo của mình nó sẽ rất là giòn luôn đấy ông bà cô chú. Đi để đến ngày hôm sau ăn nó vẫn còn giòn luôn. Sau đấy thì mình có đi ra ngoài vườn mót những cái rau cải mà mình còn lại á. Thì những cái cây này là những cây mà mình còn sót lại thôi chứ không phải là vườn nhà mình còn đâu mà cô chú. Đến bây giờ nó lạnh thì nó hết rồi ấy ông bà cô chú. Mà may là cái rau cải nó sống được qua mùa lạnh này này. Thì là nó vẫn còn một số cây cho nên là Ly để lại. Với lại cái video này thì Ly quay lúc đầu thu ấy ông bà cô chú. Thì xong rồi Ly để ở trong máy xong rồi quên mất luôn là không edit nó luôn. Thế nên là để đến tận bây giờ mình nhớ ra để đi edit lại cho mọi người coi đây ông bà cô chú ạ. Lúc đầu á thì mình tính là chỉ cắt mỗi cái lá bên trên thôi, còn cái ngọn bên dưới mình cứ vẫn cứ để lại, tại vì nếu mà mình cắt như vậy thì cái cây của mình nó vẫn sống được ấy ông bà cô chú. Thế nhưng mà về sau là mình thấy tiếc quá, thế là mình bỏ lên xong rồi mình ăn lá, còn cái cọng bên dưới là mình muối dưa. Quay qua thì mình đi hái lá tía tô. Lá tía tô thì đến mùa nó cũng già rồi, bây giờ nó không còn nhiều nữa, nó lên bông hết rồi, cho nên mình chỉ nhặt được cái nào hai cái đấy thôi ông bà cô chú ạ. Vườn nhà mình thì mình không có trồng nhiều loại cây đâu, nhưng mà cái cây nào mình thích mình ăn á, thì mình sẽ trồng. Chứ mình không có trồng nhiều loại quá, tại vì nếu mà trồng nhiều loại quá thì thành ra là không có thời gian để mà chăm được luôn ấy. Vậy nên là chỉ trồng những cái cây nào mà mình thích ăn, thế nên là mình sẽ trồng nhiều hẳn lên. Chứ không có trồng tất cả các loại được, tại vì nếu mà trồng tất cả các loại thì mỗi cây nó có một cái chăm khác nhau ấy, không thể nào mà chăm được giống nhau được. Tại nếu mà chăm giống nhau thì cây đấy nó lại không lên quả chẳng hạn đấy. Vậy nên là mình chỉ trồng những cái loại cây mà mình muốn thôi. Còn đây là cái lúc mà đấy là đầu thu rồi, thì bây giờ cây mấy cái cây rau sống hay là cây rau thơm ấy là nó nghèo hết rồi ông bà cô chú ạ. Chỉ còn mấy cái loại rau họ cải ấy là nó vẫn còn sống được đấy ông bà cô chú. Thì cái rau họ cải thường thường nó sẽ sống được nhiệt độ âm nữa luôn. Vậy nên là Ly ưu tiên là đến mùa thu là Ly sẽ trồng những cái loại rau cải để cho nó lâu được. Nếu mà muốn có rau để mùa thu ăn ấy thì thường thường là cuối tháng 7 đầu tháng 8 là Ly sẽ gieo một đợt, để mà tháng 9 tháng 10 là Ly có kịp ăn rau cải rồi. Còn nếu như mà để ăn tháng 4 tháng 5 ấy thì Ly sẽ gieo vào tháng 9 tháng 10 này. Ly ra Ly rắc hạt vào đấy xong rồi nó cứ tự lớn lên vậy, xong rồi Ly cứ để vậy. Nó lớn lên xong rồi đến lúc mà qua được mùa tuyết là nó sẽ tự bật lên ấy ông bà cô chú. Lúc đấy là cái cây nó tự bật ra thì cái cây nó rất là khỏe. Thế lúc mà cái lá nó tán ra nó cực kỳ to luôn ấy ông bà cô chú ạ. Nếu mà lười nữa ấy, thì Ly sẽ rắc hạt vào tháng 2 cái lúc mà tuyết nó đang tan rồi. Thì Ly sẽ ra rắc hạt vào đất luôn. Rồi nhiều khi trời là vẫn còn âm, thế nhưng mà cái hạt của nó vẫn còn sống được luôn đó mà cô chú. Nhiều khi cái hạt nó tự rơi ra đấy rồi nó sống qua được cả mùa đông mà. Xong rồi đến lúc mà đến tháng 4, tháng 5 nó bật cái lá ra, giọt bật lại mầm ra thì cây nó cực kỳ khỏe luôn. Vậy nên là Ly ưu tiên hay trồng như vậy lắm mà cô chú. Mình quên mất cái đoạn đi hái rau diếp cá nữa, nhưng mà thôi. Bây giờ đi vào đổ bánh luôn đi ông bà cô chú nhỉ. Lần nào cũng vậy á, là Ly mà đổ bánh á là kiểu gì cũng phải mất mấy cái đầu là bị cháy hoặc là nó bị hỏng. Nói chung là kiểu gì cũng vậy. Và ngày hôm đấy á thì Ly có mời Matthias đến để ăn. Thì cái hôm bữa sinh nhật ông chồng mình á thì mình có làm bánh sinh nhật. Chỉ ăn hai vợ chồng với nhau thôi, chứ vì sau là có gọi Matthias đến đó mọi người. Thì mình cũng quên không quay cho mọi người xem đó, mình còn nói trước. Vậy nên là mình có nói chuyện với Matthias, bảo là Matthias có muốn ăn thử cái bánh xèo này không. Thì đến hôm cuối tuần đến nhà mình sẽ làm cho ăn thử ấy. Thế là làm xong ăn xong rồi Ly quay lại, xong rồi cuối cùng là Ly để quên video đấy luôn, không có chỉnh sửa gì luôn. Mãi đến tận bây giờ mới ngồi để nhớ ra, xong rồi là đi tìm video để đăng lên đây ông bà cô chú. Mọi người xem kênh của mình sẽ bảo cái con bé này suốt ngày đi làm bánh xèo ăn không à, không thấy chán à. Thực ra thì mình với ông xã mình cũng không thấy chán, lâu lâu rồi bỏ ra ăn bánh xèo ăn rất là ngon. Với lại chỉ được ăn lửa năm này thôi, còn nếu mà mùa năm mùa đông là không có để ăn, tại vì lửa năm mùa đông không có rau để ăn mà ông bà cô chú, cho nên là tranh thủ lúc nào có rau thì ăn lúc đấy thôi. Vì cái rau cải ấy, mình không làm muối dưa thì mình chỉ có thể ăn bánh xèo được thôi. Cho nên là mình tranh thủ ăn bánh xèo được lúc nào hay lúc đấy. Chứ đến mùa đông ấy, thì ăn bánh xèo cũng không có rau để ăn. Lúc đấy phải đi chợ tiệm tàu để mua mà bó rau đấy. Lúc đấy nó đắt đâu mà cô chú, nên là hơi không muốn mua. Đây là thành phẩm của chúng ta ngày hôm nay. Và khách mời của chúng ta cũng đã đến rồi. Bây giờ mời mọi người ăn cùng với gia đình nhà Ly nha.
Man bara tar allting och lägger i. Mm. Vì lần đầu ông ấy ăn ấy, cho nên là ông ấy không biết ăn kiểu gì ấy. Nên là phải hỏi cách quấn rồi là ăn những cái rau gì ấy. Thì mình chỉ cho ông ấy. Thôi chứ, này, nè đưa đốt vào đóng, sau đưa thò ra. Thôi đi nào, đi. Shit. Det är ingen fara. Det är ingen fara, bara ta. Är det för mycket? Kan jag ta alla? Jag ska inte ta in dig i munnen. Så det är en blåt också, någon. Jag vet inte. Det är en du har smakat dem innan. Vad är det? Jag vet inte vad heter dem, men den heter det fiskblåt som på vietnamesiska. Mm. Så de luktar fisk. Den heter, vad heter den? Siso. Röda siso heter de. Helvete, det blir mycket i den. Men du är ingen allergi någonting? Nej. Nej, men tänk. Men du sitter och ber han. Jag har tagit allergitabletter. Ja. Ja, men den blir för stor. Jag har inte kanske kallt. Jag vet inte annars. Men jag sa det, jag gillar det. Men jag vill inte. Det är skönt. Vad säger jag? Det låter gott. Phần đa người Thụy Điển ấy, nếu mà không ngon hay là ngon ấy, thì họ không có thể hiện ra khuôn mặt nhiều lắm đâu cô chú. Họ sẽ thể hiện rằng cách là ăn nhiều hay ăn ít. Nếu như mà không ngon ấy, thì họ sẽ ăn ít. Nhưng mà nếu mà ngon ấy, thì họ sẽ ăn rất là nhiều luôn đó mà cô chú. Từ nãy đến giờ là ông bà thắc mắc em sóc của chúng ta đâu đúng không? Đây, em sóc của chúng ta đây. Em sóc ngồi ngay cạnh mẹ đâu đó ông bà cô chú. Em cũng ăn bánh xèo cùng luôn nha. How to smoke a boy of pan, cô chú? Kan du göra det? Fan vad sjukt. Det luktar alltså fisk. Känner du nu? Ja. Istället. Det luktar fisk. Ja, det är fiskblås. Det är fiskblås, så därför de heter det. Mm. Jaha, som sagt. Det fucking luktar fisk. Gräs. Ett löv. Det kostar. Jag flexen. Jag tar kreat alla till. Mm. Jom. Har du ätit far? Det har jag bjudit. Mm. Jo, just det. Jag har bjudit. Det var gott. Just. Tycker du inte om oss? Jag har lyssnat på Tommy hela dagen, sen kommer hon hem och hon ler han. Det låter ungefär det då. Hon är lite, där hon säger lite mer make sense. Ja, det, ja precis. Det är lite gulligare om innan. Men han behöver inte viola, han har det från Vande som finns där också. Mm. Han har egen själva. På jobbet får jag låna Henke, han har kanske inte dem med sig. Åh, fy fan. Det är det jävla stort. Vem är det? Vem är det? Vem är det? Vem är det? Vad är det? Jag har den under mina fötter. Vem är det, Viola? Vem är det? Ja, du kan säga hej. Hej, hej. Hej, hej.
Sau đấy thì ông ấy ăn quá trời là lo luôn, cho nên là ông ấy ngồi ông hút thở luôn đấy ông bà cô chú ạ. Xong rồi mình còn cho ông ấy ăn cả cà chua rồi ăn mấy cái đồ linh tinh vào lên, ông ấy lo luôn nữa mà không thể ngồi được nữa luôn đấy ông bà cô chú. Còn em Sóc thì ăn xong là đi nghịch mèo, suốt ngày chỉ có mèo thôi ông bà cô chú ạ, không có cần bố mẹ gì đâu, chỉ muốn có con mèo thôi. Ăn xong thì hai ông ấy ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột một lúc, xong rồi bắt đầu bọn mình mới đi dọn. Dọn vào đến trong nhà thì mình lại còn mời ông ấy ăn ngô nữa, nhưng mà về sau ông ấy lo quá rồi, ông không ăn được nữa rồi ông bà cô chú ạ. Thế là thôi, một mình Ly lại phải đi ăn hai cái bắp ngô nữa. Cho em Sóc ăn ngô mà em Sóc cũng biết ăn ông bà cô chú ạ, không hiểu tại sao luôn. Nhiều đứa trẻ khác nó thích ăn ngô mà em không thích ăn. Và video của Ly đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của Ly rất nhiều nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Ly để Ly có thể tiếp tục ra video cho mọi người cùng xem nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Rồi cũng đến giờ ông về đi về, ông về ông còn đón con ông ấy nữa cơ. Ngày hôm đấy thì là con của ông ấy được ở với cả mẹ của nó. Nói chung là cái chuyện gia đình của nhà ông này nó cũng phức tạp lắm bà cô chú. Để bữa nào Ly có thời gian thì Ly sẽ kể cho ông bà cô chú nghe cái chuyện của nhà ông ấy. Nói chung là nó cực kỳ phức tạp luôn đấy ông bà cô chú. Ly cũng chưa từng thấy trường hợp đấy như nào luôn. Để bữa nào thì Ly sẽ chia sẻ với mọi người sau nha. Còn bây giờ nhà mình sẽ đi vào đi dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đây ông bà cô chú. Tạm biệt mọi người nha. Hello. Hey, do you want? Yeah, I'll ask you. Hey, do you want? Hello. 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 Hello.